nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn chịu chi đưa cả dàn nghệ sĩ múa rong ruổi khắp nơi quay MV. Tân Nhàn chia sẻ chọn Tiếng Khèn Mùa Ban Nở vì yêu cảnh đẹp núi rừng Tây Bắc và mê hoặc thanh âm của ca khúc ngay từ lần đầu tiên được nghe. Nhân mùa hoa ban đang nở rộ khắp đất trời Tây Bắc, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn thực hiện MV Tiếng Khèn Mùa Ban Nở, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Nguyên Như. Tân Nhàn chọn Tiếng Khèn Mùa Ban Nở vì yêu cảnh đẹp núi rừng Tây Bắc và mê hoặc thanh âm của ca khúc ngay từ lần đầu tiên được nghe. Cô tập ca khúc này, thu âm và gửi cho nhạc sĩ Lê Minh nghe rồi cùng ekip lên lịch quay và ra mắt MV đúng mùa hoa ban nở trắng rừng. Tôi mong muốn không chỉ lan tỏa hơn thanh âm hay của ca khúc mà còn có thể góp thêm một sản phẩm nghệ thuật giới thiệu vẻ đẹp tuyệt vời của đất trời, con người Tây Bắc, Tân Nhàn chia sẻ. Tân Nhàn đánh giá Tiếng Khèn Mùa Ban Nở là một trong số không nhiều những ca khúc dân gian sáng tác mới hiện nay, vừa hay lại vừa đảm bảo được tính học thuật trong âm nhạc. Chính vì vậy, ngoài việc hát, thực hiện MV nhằm đưa ca khúc lan tỏa sâu rộng hơn đến công chúng, trong công tác đào tạo sinh viên, Tân Nhàn còn khuyến khích họ hát và tham dự các kỳ thi âm nhạc với ca khúc này. Theo nữ ca sĩ, dù giai điệu ca khúc Tiếng Khèn Mùa Ban Nở bắt tai, vui tươi nhưng lại không dễ thể hiện được đầy đủ tinh thần của bài hát. Nhưng vốn thích chinh phục các ca khúc khó nên Tân Nhàn thực hiện MV này. Nhạc sĩ Lê Minh vui vì Tân Nhàn hát rất hay bài của mình. Ông chia sẻ Tiếng Khèn Mùa Ban Nở là một nhạc phẩm hoàn chỉnh nên khi nghệ sĩ hát không muốn bị làm bóng bẩy hay đánh võng. Tôi muốn được nghệ sĩ thể hiện bằng tâm hồn và cảm xúc. Tân Nhàn đã thể hiện đúng tinh thần bài hát mà tôi gửi gắm, không phô trương cầu kỳ mà rất sâu sắc. Tân Nhàn hiểu ngôn ngữ âm nhạc mà tôi chuyển tải trong tác phẩm. Tôi rất trân trọng điều đó, nhạc sĩ Lê Minh bày tỏ. MV Tiếng Khèn Mùa Ban Nở do đạo diễn Anh Quân thực hiện. Anh dành nhiều tâm sức lựa chọn bối cảnh, đem đến những thước phim rung động lòng người. Ngoài đầu tư về phần âm nhạc, bối cảnh, Tân Nhàn còn chi số tiền không nhỏ cho trang phục và vũ đạo để MV mang đậm chất Tây Bắc. Cô đưa cả dàn nghệ sĩ múa đi rong ruổi khắp nơi để ghi hình MV. Vũ đạo đã góp phần tạo nên sức trẻ, sự tươi mới cho ca khúc, giúp gần hơn với những khán giả trẻ. Đây cũng là một trong những hướng đi của Tân Nhàn khi mong muốn không chỉ âm nhạc truyền thống mà cả âm nhạc dân gian có thể tiếp cận giới trẻ nhằm nối dài tình yêu với những loại hình nghệ thuật này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.